Ngày 26 tháng 10 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đồn Công an Mộc Bài tiếp nhận 26 công dân Việt Nam được các lực lượng chức năng Campuchia bàn giao, trong đó có 3 đối tượng truy nã của Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Dương và Ninh Bình. Cụ thể, trong 26 công dân được phía Campuchia bàn giao đợt này, có 11 người được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam, 9 người bị tạm giữ do vi phạm pháp luật Campuchia, xuất nhập cảnh trái phép và lao động trái phép. 4 phụ nữ bị tạm giữ liên quan trong vụ án tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Campuchia mang thai hộ và đẻ thuê được cảnh sát Campuchia phát hiện tại tỉnh Kanda và 2 người bị tạm giữ liên quan tội phạm về ma túy. Đáng nói, qua rà soát, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 3 đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. Theo đó, Công an Tây Ninh đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, 30 tuổi, quê Hưng Yên, cho Công an tỉnh Hưng Yên xử lý vì bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc. Bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi, 34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về tội cướp tài sản và bàn giao đối tượng truy nã Bùi Ngọc Thành, 15 tuổi, quê Ninh Bình, cho Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, điều tra về tội cướp giật tài sản.